បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះហ៊ុនសុធារាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូមានលំហាត់ជាមកបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតអញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាតុល្យភូមិបាទវិញ្ញាសារុវិជ្ជាបាទថ្នាក់ទី12បាទអញ្ចឹងគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានការចុចចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងវីដេអូនីមួយៗរបស់លោកគ្រូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅមើលប្រធានលំហាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្
chẳng ấy chẳng sao phần môn dân miền khu bàn đại cái cà tía ôi phổ phổ mùi và chẳng dân từ cái cà tía thằng học nì và chẳng lấy cái chi cái cà tía bỏ phổ phổ và chẳng khu nâng phơ cầm nay cái cà tía ôi và chẳng cạn này phổ phổ nè phơ mình toàn trời chẳng phổ phổ cầm ôi à ọt chất lấy chấm bua cái cà tía bỏ phổ chẳng phổ phổ cái này nào phổ khó chúng phong phong cài đầm rẫy chung vui nắng lục rùa từng ngọc nia và chúng cà rín vì miền tây tại khó miền tây trời chúng phong phong cài nơi chúng đất này có mùa bạc phồn chúng ngày cày lắm phong phong nắng phơi trời tiếng tiếng ngọc hơi và chúng như tâm mơ bát thiên lùm hạt bồng tiết và nấu sẽ tân áp hiệp pi rồi cài sập bầy cào vấn nâng sầm biệt pram anosphere mê tan mũi kilo mồn miên mạch 16 kg kết ở nếp mạch miết nây mây tàn nông lẻ khán khẳng lờ bà chân khô xôn bình chật lờ lùm hạt bao giờ ngân tế chân cái ao gì kế sẽ tâm hợp hiệp chân cái bạp tê tê nó giờ mình bạm bái cho mình ấy bà chân cái bạp tiết xâm biệt chân xâm biệt dân trời bạm bái tê chế phát Pascal cái tham mê tàn cho nên cứ chì cái ẩn ẩn tối mà chân ẩn tối mà nó mùi kilo kilo mồn nâng mạc chân mạc này cái chim mạc và mạc mê tan bao giờ nâng đọc mùi kilo kilo gram chân cái ao dưỡng kẹt ở nìa kì kẹt ở nìa mạc mạc miệt và chân dân tầm mờ chậm lại từ ngọt nìa và chân khu rô tạm nè và chân khu dô rô mà âm lỡ về và chân khu xin khâm tham phụng phụng phụ tới từ ngọt nìa và chứ tâm mơ âm dân score mẹ nè âm score tại về dân score lắm về dân ngọt score tì dân trâu rốt về tạm ná bồn bồn mớ bồn bồn nà đại đấng bồn bồn chạy tích mơ bà chân về dân rốt tám xa mây cao xa mạng bó bó đất sọt bà chân về về xa mơ anh ế tì bà dân chọn mạng này kế chọn mạng về chân bồn bồn tì rô về xa mơ anh ế tì lỡ lỡ bì bà chân chân vô đầm lại về bên nắng vô mà chùm ngô chỗ trong chùm ngọt gì bà chân phân phôn tạm ra mơ aoi lùm ớt trong nắng chân cạn này phân phôn chùm ngô chỗ rồi còn một nắng bà chân chân mơ bên tỏ tiết bà chân này rổ mình xa mai ghế mình xa mai âm lơ về bà chân về đi khu rô khơi nhỉ chân khu vô mà chùm ngô chỗ trong trong chùm ngọt nắng phân phôn mơ to này bà chân ngọ con bà đi tiệt con phong mơ bình tỏ tiết chẳng trong này chơi bức hành đi phó chạy chứ bạn chẳng khúc bọc mà lỡ mà nè bạn chẳng lấy khúc bọc mà lỡ về ấm mà chạy nâng ấn ế ấn ế tê bà chẳng lấy này khu sức hương tha phong phong nâng tam đàn toàn tầng ngọt này bà chẳng một tòa phì dương bàn lùm hạt nóng bàn rô của môn bẹp nâng hơi dương tầm mơ bòm rạp tầng ngọt này bà chẳng đau ý đòi tế dương âm binh bảm bài tế tế cái áo phì rồi cái khai sập bầy mò tè mà đò mà chân phê mà nâng pram hà nâng phê chân phân phôn trời bầm bài tớ chía Pascal chân côn đọt sẽ côn pram Pascal ấm ấm mà nâng đọc bầm mũi kilogram và chân é mà bầm bài chạy xa mũi xuống nóng mùi mô kéo kéo vần chân dân miên bầm rạp vào hơi và anh bòi dưỡng này anh mũi kilo mồ chứ mũi kilo mồ chứ không phải tới chỉ mồ kilo sẽ còn bay mà chẳng ấy mà chân dân miền nói chứ chúng nuôi trâu tam rú rồi cũng muốn dân tam mà đò mà và chân cạnh này khu chúng nuôi trâu tới khu tu tọt lấy khu xì son lấy rú khu ban chậm lại đại dương ai sẽ tu cho ban muối bay chật bay kilo gram nóng nóng mì mồ chân phân phôn là phơi tới khu ao con xâm nhập này phân phôn không phơ cái cà tè rồi mò lợn cù và
chẳng chấm phù ta phong phồn nàng thơ mình toàn trời tì chẳng phong phồn cái chấm nói đại phong phồn phù khó hai mô vô chấm lại đại tương trời ngay cả lắm phong phồn nàng ngạc phù trời đối mất phẹt bò dường đại lời chẳng phong phồn của mối à ổn chật bà chẳng dân tâm mơ châu đòn chấm nói bò dường mùi tiệt chẳng môn nàng châu đòn tật lùm hạt bò dường khu gò miên rùm lực rù gò môn khắc lá tiệt tôn tới nâng rốn lùm hạt bà và chúng chấm nói tim mũi khu oi ta còn phổ ôn mình đang thà cầm món đại bụng bình nói smán rứa kia hai cầm món mì cái nách nè còn phổ ôn mình chạm rú rồi cầm món ấy và chúng cái chi rồi cầm món bụng bình và rứa co cầm món mì cái nách chẳng đi cầm món bình chẳng cầm món bụng bình smán là cầm món mì cái nách lại nó smai cái smai cùi hát đỏ cùi cùi xê và chúng ta đang bị smart này bạn có thể say đặt việc này chẳng phổ phồn về khả năng phổ phồn say cầm món smart quỳ hàng đầu quỳ say cầm món mấy cái này smart quỳ hàng đầu quỳ quỳ say và ban đối này chẳng lẽ này phụ đã mở chuột này và mối tiệt tên là phò cầm đai đây mà xin và chẳng phổ phồn mình chạm rồi cầm tên là phò cầm đai đây mà xin đấy và chúng ta nghe kế ở say mình chẳng nhé và ở say smart là cầm món mấy cái này lơ quỳ cúi hà rư cả ơ xe mà mũi đỏ cúi xe lơ cúi cúi hà rư cả ơ xe đang tiệt mà nằng mũi đỏ tê xe lơ tê tê hà và chân miên rụng một phần nắng u sân khâm tha ôn ôn đang cọc vô tốc nằm bay chi ai cả sai dùng nằm bay dương cho ta sai chiêu nơi lòng hạnh xin sẽ tiệt mà à vậy đây giờ qua rụng một hơi à vậy để ôn trời chạm tiệt nè mà chân đối với âm năng khi tăng ói cầm mòn mấy cái nịch nát cất chỉ dù quy hạ bắt đầu mang cầm đáy thông cái này cất chỉ dù quy xề bắt đầu mang cầm đáy thông thời chết cất chỉ dù tê hạ xây tấn áp hiệp thông cái đáy cất chỉ cao vấn tê xế xây tấn áp hiệp thông thời chết cất chỉ cao vấn ơ xề tấn áp hoa cầm đáy nát cất chỉ phía thì rồi và chân về về phần trái chấm khu bàn đạn áo chân khu dân khâm thà phần phổ nâng cho chất thực đạn nếu không biết ổn bà khu chân dân mang sổ rồi còn một hơi dân tâm mơ lùng hạt từ ngọt này và dân tâm mơ tỏ tiết tiết tôn lùng hạt bỏ dưỡng và chân tiết tôn lùng hạt chân lùng hạt này sử dụng phần phổ và khu dân khâm thà phần phổ này thờ ban tỏ phần phổ chạp đàm thờ môn lực rùa máu và chúng một lần tập làm phớ phồn phồn ăn bát thi là bàn pi từ bảy đón hết cái đầu này này bát thi này mùi này mùi nữa tới chúng phồn phồn nghe những đọt sài bàn này hỏi tập phồn phồn chạm ruột một khác hai năm phồn phồn ăn bát thi nói dối chúng nghe sự một phật nực nóng lùm hạt bò dường bè chúng chẳng ăn bát thi từ ngọc này cái thà mà xin mùi biến tận nập hò sai sắp hi rồi cái đời này có cầm món đai bàn thờ và sất ba vì sâu cầm đáy bí bọn dũ bí thông cài khó kết ảnh ní cầm đáy phía chính bí thông trò chạy và chính dịch trở rô tạm nào phần phốn cho dân kết ní cầm món đai bán bàn thờ và bà chân rô tạm nào xa kết mới bà ní bố rô tụ cầm món ơ xế mà nè cầm món mê kinh đích lơ cuối quỳ ha mình chẳng ấy bàn cho nên sai cái trong bàn này cái trong bàn cầm mòn này bàn phơ mình chẳng ấy bàn chẳng tiền tiền rồi cầm mòn máu mà nâng ớ cột nâng quỳ quỳ ha chẳng ơi cho score lót score là quỳ ha cho score lót score là bàn chẳng yên tâm mơ bầm rập từ ngọt nía bàn chẳng ớ này chẳng là ai vô phía rồi vô mà pra bàn tê nè phong phong trị trăm trong nội năng ba cái ao phía rồi, phôn phô mình à dô phía rồi nâng dô mô chùm nô chô nóng đồng lại bởi dân bàn tìm, chân phôn phôn trớ bằng bài sân tại ba cái ao chia riêng bẹp ní, chân phôn phôn dô máu chùm nô chô tèm rõ màu và chân côi hát, coi máu, bì bốn xô và chân dương miền bòm rạp bà hết, chùm nô chô tèm rô bòm bòi dư máu chân càng nà của chùm nô chô tới, phô xì xong lấy cụ mà nâng bòm bấy cô nâng đọc sạch con phí phí dù chân lấy của anh đã xây đọc theo phòng bày rồi dù bàn ấy bàn và có chí bàn bàn chân
chấm nói có cái tay bên chóp như tầm mới khó chẳng vẫn vốn ai xả phơi khó môn được hồ mà phơi bàn ấy bàn ô trầm trời nè học con trai nè đại bàn phơi vô rồi còn một món trầm trời bàn chân này cái chi rồi còn một bàn chân cầm món về cái next mà nâng cùi ha đỏ cùi cùi xe bàn chân ngon mọi cùi xe mà nâng cùi ha đỏ đỏ cầm món bàn chân đi cái chi rồi còn một bài dưỡng bà dùng mưa bầm ráp bà chân quỳ hát dân score cảm ơn mấy cái đấy dân score mình chân ấy bà dân như chung nô châu tam rút rồi còn môn bà dưỡng mà bà chân như chung nô châu tới dân si son lê tới mà nắng một quan pi đói quan pi đói dù bà chân lùm hát thì lùm hát này cực trời bà bình chọc chân khu sự khâm thà bồn bồn nâng tôn nơi trong chung nô nâng tình ngọt này để xa lùm hát này lùm hát mê rin mà xin sử dụng tê bà chúng ta mơ lùm hạt bằng tỏ tiết bằng chân phong phong xa phơ môn lục rú bằng chân chập đám phơ hai an phật thiên phong phong an phật thiên là bàn bì từ bầy đó rồi hãy mơ bằng rạp áo dạy khắc nông phật thiên đó chân phong phong ạch nâng nghị sử dụng đó xài nơi lùm hạt đang bàn này bằng tỏ phong phong xa phơ môn lục rú phong phong scop vi tổ nâng sân hái chân phong phong thơ lùm hạt nâng sân tôi mà tiết phụng bổn phơi ruồi hái chăm phụng bổn play video của mình để chăm mơ tiên chăm lại chăm mùi năng lực cù mà chăm phụng bổn phơi để biệp nắng phụng bổn năng nhí che nói cuốn cuốn ai mà lại là phụng tiên tiên chăm lại lại là phụng comment tích phụng cài tới năng hết trầm trầy với nhà mà chăm mấy thằng cái ao dơ riết liên kết cuốn ai nhà bán tràn còn mọi vô phò bị cháo bị kềm tha phò bị cháo bị kềm tha dơ vô máu nằm mấy cài làm máu cuốn cuốn dơ mà chúng chúng ta ăn bát thịt làm hành tinh ngọc này, mà xin cano phơ cà rô viên thông cài pì nữ trăm rồi kẻ vấn nắng bay rồi kẻ vấn chúng kẻ vấn như tay kẻ nắng nó sẽ toàn là phía bên này bài mà chúng nó sẽ toàn là phía trăm rồi kẻ vấn nắng sẽ toàn là phía bay rồi kẻ vấn bài chúng còn kẻ đơn lý tên là họ cầm đáy nay mà xin cá kẻ nổ khó rò sân bao vi sâu cầm tay pi rồi kilo su pi thùng cày kẻ anh ấy cầm món lại bán để bán phơi mà trong lòng hắn anh có sưu này trong phần bồn phơi má mà chứng dương từ mờ trong lại từ ngọt nhé trong nội có cái ao dương rốt tên là phó nay mà xin cá nổ mà chân tam của món mà ớt màu muối đỏ tê xê lơ tê tê hạ bèn chân dưới quả là hai ní bầm rạp vào dưỡng bèn chân tê xê sma nâng bầy rồi kèo vấn tê hạ sma nâng pram rồi cháo kèo vấn bàn dưới quả bầm rạp dân châm nụ chô tam rút rút môn bèn chân khu si son lê rút khu bàn châm lai đầy khu ai cho tôi chụp bàn muối sma nâng sai sấp phị rồi bèn chân tên là phong này mà xin cả nổ ớt mà nó sẽ sắp thì rồi bạn chứng dân tâm mơ nơi trong nội khó bằng tốt tiết bạn chẳng khó cái áo dân rồi chế bằng bốn bạn chẳng khó cái áo dân rồi rồi cầm môn chẳng nghe bạn chẳng cầm môn bằng bốn rồi tâm nè bạn này cái chi rồi cầm môn ớt mà cầm môn lơ cối cối hẹn chẳng dân chẳng rồi cầm môn mày nè bạn chẳng dùng nô màu cầm môn máu mà nâng ơ côn nâng cối hẹn bạn chúng dân cái chi rồi cầm môn chẳng phun phun trong nô châu tam rồi cầm môn bao nhiêu mắng mà này chỉ bầm rạp chẳng sôn cho buôn phì rồi này khu vô mà vì nè và sôn cho buôn phì rồi này đầm lại nè khu vô mà prai và chẳng cùi hát mà nâng phì rồi kilo joule mà chúng lại này khu phong phong bằng bài các bạn kilo xuống rứa các phong phong tục nơi đà đà các bạn đây bạn chừng lại này khu ở bằng bài tế khu tục nơi đà đà chừng khu xì xong lấy tới mà nằm pet sấp kilo kilo xuống bạn chừng lùm hạt tì pì này cái thời bạn bận chọc khu sinh hầm thả phong phong nâng do chất tích đạn nơi không biết ô clip đi mùi nâng bạn chừng tiệt to nâng phong phong bên trong ngõ phong phong ad chat mực nóng account Facebook của bạn cô bạn và chương môn năng bận chóc khu có miền kịch cá tia
ឲ្យ បងប្អូន ធ្វើ ផង ដែរ អញ្ចឹង កិច្ច ការ ផ្ទះ បន្ទាប់ ពី បងប្អូន បាន សិក្សា ជាមួយ នឹង លោក គ្រូ 2 លំហាត់ នៅ ក្នុង វីដេអូ នេះ រួច ហើយ បងប្អូន ធ្វើ ម្ដង ទៀត អញ្ចឹង បងប្អូន អាច នឹង ធ្វើ លំហាត់ ណៃ និយាយ បាន ហើយ ឬ ក៏ បងប្អូន មាន ឯកសារ ស្រាវ ជ្រាវ នៅ ផ្ទះ បន្ថែម ទៀត បាទ អញ្ចឹង កិច្ច ការ ផ្ទះ គេ ថា គេ ធ្វើ កំមន់ 25 គីឡូស៊ូល លើ ប្រព័ន្ធ ឧស្ម័ន ក្រោយ មក កម្ដៅ 1.5 គីឡូកាឡូរី បាន ភាយ ចេញ ពី ប្រព័ន្ធ គណនា បំរែ បំរួល ថាមពល ក្នុង គេ ឲ្យ 1 កាឡូរី ស្មើ 4.186 ជូល បាទ អញ្ចឹង បងប្អូន ត្រូវ បំបែក ត្រង់ នេះ បាទ ទៅ ជា ជូល បាទ អញ្ចឹង គ្រូ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន នឹង ធ្វើ បាន គ្រប់ គ្រប់ គ្នា បាទ អញ្ចឹង មុន នឹង បញ្ចប់ គ្រូ ក៏ អរគុណ ដល់ បងប្អូន សម្រាប់ ការ តាមដាន នៅ វីដេអូ របស់ គ្រូ នេះ បាទ អញ្ចឹង ជូនពរ បងប្អូន សុខភាព ល្អ ទាំង អស់ គ្នា បាទ អញ្ចឹង អរគុណ សូម ជម្រាប លា